Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Ngày Mai Kết Hợp của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp cái thân ba lô này. Đây là cái mặt trước của cái ba lô này các bạn này. Nó cong các bạn thấy không? Đó. Đây. Mình sẽ uốn này lại và mình sẽ ráp. Đúng không? Mình sẽ ráp. Ráp là nó sẽ thành như này các bạn thấy không? Đó. Mình ráp xong nó sẽ thành cái ba lô giống như này. Đây, mình ráp được rất nhiều. Tổng cộng cái loại này nó có hơn 1.000 cái, 3 màu, có hơn 1.000 cái. Đó, bây giờ mình đang làm màu hồng, còn màu đen và màu trắng nữa. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Giáp cong các bạn thấy không? Đó, từ cái vị trí nó như này này các bạn này, hai miếng chổng chơi như này, đây là đúng không? Đó, hai miếng như này mà mình giáp nó thành cái thân như này và lộn ra một cái ba lô rất đẹp luôn. Như để bắt đầu mình viền đấy, mình phải viền cái dây viền này vào đây này, bắt đầu mình lộn ra được. Rồi bây giờ các bạn cùng làm theo mình nhá. Đây các bạn nhá. Đây là cái mặt trước của cái ba lô. Còn đây là cái mặt sau của cái ba lô. Cái mặt sau là hôm bữa mình làm cái video đấy. Đấy để mình quay vào dây gân vào đây này. Mình sẽ ráp từ cái mặt sau này mình từ điểm này và điểm này hai cái ít vào nhau mình sẽ ráp vào tròn. Nó sẽ ra thành cái ba lô giống như này các bạn thấy không? Đó đây này. Đó, nó hình các bạn thấy không? Chiều cong. Đấy. Tí nó lượn như thế này này. Đấy, uốn éo nó lượn như này. Trời, mình gồng tay mình gồng lên ấy, hết sức mình kéo mình bắt đầu mình uốn ấy. Bắt đầu tay gồng lên nó lỗi con chuột luôn, mệt lắm, phê lắm, cái này giáp phê cứng ngắc luôn. Hay mình giáp được một đống các bạn thấy không, đống to đó, đây là một đống to này nữa này, đó đây một đống như này đây kìa, gần của nó kìa, giáp hơi phê luôn đấy, giáp là cực phê luôn. Mình tính đưa vào máy ống mình ráp nhưng mà mình sợ ráp máy ống ấy, thì mình sẽ ráp mặt trái, có nghĩa là nếu máy ống thì mình phải ráp ngược đằng này. Đây mặt này mình sẽ ngược lên. Nó sẽ hơi khó tại vì đến điểm này nó sẽ nhăn. Nên mình sẽ ráp bằng cái máy bước này này. Nó phẳng hơn. Đó. Thì ra nó mới đẹp và cái thân nó mới tròn, nó đều các bạn thấy không? Nhìn này. Rất nhiều nha, những ba lô nhiều lắm. Cái hàng này nó rất nhiều luôn, phải hơn 1.000 cái như này mình ráp biết bao giờ hết, thật phê. Nên đang giờ mỏi hết dừ cái tay luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh chân vịt ráp. Mình sẽ chỉ các bạn cách ráp luôn. Đấy, sau các bạn cứ gặp cái hàng này các bạn ráp cho nó dễ. Đây các bạn nha. Để ráp cái ba lô, thân ba lô ấy, mình cần có một chân vịt ráp. Đây là chân bên bước này. Còn cái này ở chân giữa này. Đây các bạn thấy nó có rãnh đúng không? Nó sẽ có cái rãnh giống như này. Đó. Để cái rãnh này có nghĩa là nó sẽ đè sợi gân ấy. Bây giờ mình lắp chân vịt vào mình ráp cho các bạn coi này. Lúc lắp vào xong các bạn chỉnh máy xem nó đều nhau, cho chân vịt nó cao vừa thôi, đừng cao quá mình khó ráp lắm. Lúc lắp vào các bạn quay bánh đà xem chân vịt nó bước ở đây nó vừa thôi. Đấy, độ bước của nó vừa đấy. Hai bước đều chân đều nhau nhé. Rồi bây giờ chúng ta ráp. Đây các bạn này. Đây là cái thân mình hôm bữa mình quay này, đó. Đó. Thân bữa mình quay đấy. Mình thân này mình sẽ ráp nó vào cái thân trước này. Đây. Thân ba lô thân trước của nó đây, các bạn thấy không? Nó vòng này. Đó. Tí nữa sẽ nó thành một cái thân đẹp cực kỳ luôn. Lúc ráp mình mở cái dây kéo ra này, mở dây kéo ra cho nó dễ. Đó. Đây bắt đầu điểm ráp này, các bạn thấy không? Hai cái tim này nó vào nhau. Tức là hai cái đít ba lô và cái thân trước. Hai tim mình đã bấm sẵn rồi này. Đó, nó vào nhau ít vào nhau như này, bắt đầu mình ráp.
đến đây các bạn thấy vòng này uốn uốn cái thân nó như này nó cong nó chiều cong uốn. Đó, các bạn phải đo nhé, hai cái tim đây này, đó hai tim nó phải đều nhau thì tí cái ba lô nó mới cân đây, đúng không? Hai tim bằng nhau đó, các bạn thấy không? Hai cái tim này này mình bấm sẵn này, đó nó phải cân nhau. Đau dài lắm, giáp kề lắm. Giáp ít không nói, giáp nhiều đau cái tay. Các bạn thấy không? Được một cái ba lô này. Đó. Các bạn thấy không? Đó. À, tròn. Đó. Một cái. Cái này giáp các bạn, kéo rất cứng luôn, nó gân to ấy, xi dày ấy. Cái xi này phải 2 ly, hôm bữa mình tưởng hơn ly không phải, phải 2 ly, dày lắm, cứng ngắc. Giờ kéo đằng góc này phê lắm, kéo này chuột chiếc nổi lên, còn mỏi tay nữa cơ. Mình giáp không khéo nó sẽ nhăn. Đó. Hoặc là cái máy nó chạy vào gân. À, các bạn thấy không? À. Tí nữa mình phải những cái nào dư mình gọt gọt đi xong mình đưa vào máy mình viền đấy các bạn. Cái này mình phải viền đường viền các bạn thấy không? Đường cong đấy không? Đó, uốn này. Đó đi đường cong này. Đây. Cái này mình lộn ra nó bên trong nhá, bên là cái này, à, bên là cái này bên trong nhá. Mình lộn ra là cái mặt ba lô nó đẹp lắm. Như để mình phải viền xong mình mới lộn ra được. Các bạn thấy không? Đó, nhìn tròn này. Cái này tổng cộng là nó có cả hơn 1000 cái cơ. Nó có mấy màu. Màu nào cũng dày hết đấy. Màu hồng này, màu đen, rồi màu trắng. Ba màu. Các bạn thấy không? Rồi. Ra tiếp. Mấy ngày nay giáp cái này suốt
đóng hết tay. Uốn theo đường cong của nó nha các bạn nhé, uốn éo theo nó luôn. Như này mà mỏi dư cánh tay luôn các bạn thấy không? Đó. Một sợi gân nó sẽ bao bọc nguyên cái ba lô như này, là cứng ngắc như này. Đó. Các bạn mà thấy cái video hay, các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên. Đấy, có những cái gì mà mình sẽ làm nó khó, mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn. Đấy, các bạn mà ví dụ như làm cho công đoạn nào đó dính ấy, thì các bạn cứ thể làm theo mình. Rồi, chào các bạn nhé.